Thưa quý vị, ngay lúc này đây, tại nhà tưởng niệm Trạm Nguyên Lễ Ích Mộc, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, rất đông khách mời, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh đang có mặt tại đây để chuẩn bị cho buổi lễ trang trọng này. Và trước khi bước vào chương trình, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một số chia sẻ, cảm nhận của các bạn học sinh, sinh viên đang có mặt tại lễ kỷ niệm. Xin chào em ạ, em có thể giới thiệu một chút được không? Cháu xin tự giới thiệu. Cháu tên là Lê Hương Giang, là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành khoa ngữ văn. Và ngày hôm nay, cháu là một trong những học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm học 2022. Và cháu cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi có cơ hội là một trong những sinh viên được có mặt và được vinh danh tại đền thờ Trạng Nguyên Lễ Ích Mộc. Và cháu cứ hy vọng rằng trong tương lai thì nền giáo dục của quê hương chúng ta sẽ ngày càng gặt gái được nhiều thành công hơn nữa với những nhân tài, với những bạn học sinh, sinh viên có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Xin cảm ơn. Khi mà được vinh danh tại buổi lễ trang trọng này thì không biết là em có lời nào muốn gửi tới gia đình các thầy cô giáo không? Dạ, ngày hôm nay có mặt tại đây thì cháu nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái công lao rất là to lớn của cha mẹ, của gia đình cũng như là của thầy cô giáo và những người luôn quan tâm tới cháu. Và cháu cũng xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể gia đình, thầy cô là những người đã luôn luôn ở bên, động viên và giúp cháu có được năng lượng tích cực nhất để có thể hoàn thành giấc mơ của mình ạ. Vậy thì em có một lời nào muốn chia sẻ với các bạn học sinh để các bạn có thể nỗ lực phấn đấu trong học tập giống như em bây giờ không? Có đôi lời muốn gửi tới các bạn học sinh, đó chính là các bạn hãy luôn cố gắng hết mình, luôn tin vào bản thân để có thể đạt được cái thành tích tốt nhất cho và hoàn thiện giấc mơ của bản thân, là không chỉ làm rạng danh cho quê hương mà còn góp phần xây dựng cho quê hương đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Xin cảm ơn em và chúc em trong năm học tới thì sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nhé. Cảm ơn em. Quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng giao lưu với một người thầy giáo tiêu biểu, một trong 15 thầy cô giáo được vinh danh trong hoạt động dạy và học ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Xin mời thầy có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của thầy ngay bây giờ trước khi chương trình được diễn ra không ạ? Mình xin tự giới thiệu là mình là Nguyễn Huy Thành, đến từ trường trung cơ sở Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Hôm nay mình rất vinh dự và tự hào được là một trong những giáo viên có mặt trong lễ biểu dương ngày nay. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám hiệu nhà trường, cũng như là phòng giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên, cũng như là ủy ban nhân dân huyện. Những các cấp quản lý đã rất là quan tâm đến sự nghiệp của giáo dục của xã, của huyện, của xã, và cũng chúc cho phong trào giáo dục của huyện nhà ngày một phát triển rực rỡ hơn. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, đây là lần thứ hai huyện Thủy Nguyên tổ chức chương trình lễ kỷ niệm và lễ biểu dương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc. Và năm ngoái là do tình hình dịch bệnh đúng không ạ, cho nên chương trình không được tổ chức. Và năm nay thì được biết là có 87 bạn học sinh, sinh viên và 15 thầy cô giáo tiêu biểu xuất sắc, và thầy là một trong 15 thầy cô giáo xuất sắc đó. Thì không biết là cái kinh nghiệm của thầy trong hoạt động dạy và học là gì ạ? Thầy có thể chia sẻ cho quý phụ huynh và các vị khán giả được biết được không ạ? Mình là một giáo viên dạy môn hai môn toán lý ở trường, cũng đang phụ trách đội tuyển thi khoa kỹ thuật của trường. Thì trong năm vừa qua thì cũng có một số thành tích cũng không thực sự là đáng nổi bật lắm. Đó là mình cũng bên cạnh đó thì mình cũng đăng ký hướng dẫn học sinh thi cuộc thi an toàn giao thông cấp quốc gia, cũng được giải nhì. Và thực ra làm một giáo viên thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là lên cố gắng làm hết sức của mình, cố gắng làm cho con em mình hay là giáo học sinh mình có được phát huy được hết cái khả năng của con em, và cũng cố gắng là hoàn thành là tốt nhiệm vụ mà các cấp quản lý đã giao cho. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Chương trình năm nay thì được diễn ra tại một vị trí rất là quan trọng, đó là khu tưởng niệm Trạng Nguyên Lễ Ích Mộc, vị trạng nguyên đầu tiên của thành phố Cảng. Thì thầy có cái gì chia sẻ, thầy có cái đôi lời chia sẻ về cái sự kiện này được không ạ? Mình cũng cảm nhận được là một người con của thành phố Hải Phòng, cũng như là một người dân của quê hương Thủy Nguyên, cũng rất là tự hào khi đứng trước cái lễ biểu dương, cũng như là đứng trước cái đền thờ Trạng Nguyên Lễ Mộc, một vị trạng nguyên
một trong bốn vị trạng nguyên của thầy anh quốc phòng. Mình cũng cố gắng hết sức sao giảng để có thể là nối tiếp cái sự nghiệp mà ông đã dày công xây dựng cho quê hương Thủy Nguyên từ những năm rất là xa xưa rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của thầy và chúc thầy cùng nhà trường sẽ có thật nhiều thành tích tốt hơn cho năm học tiếp theo. Cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị, ngay bên cạnh tôi đây là em Bùi Xuân Phát, một học sinh tiêu biểu xuất sắc của huyện Thủy Nguyên đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học vừa qua. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một chút cảm nhận của em trước khi lễ biểu dương được diễn ra. Xin chào em. Em tên là Bùi Xuân Phát và năm nay học lớp 10. Hiện tại em học ở trường trung học phổ thông chuyên Trường Phú. Và em đến đây là khi được biểu dương là đạt được học sinh trường chuyên Trường Phú đã được đỗ điểm cao trong học tập. Và bây giờ em cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và mong muốn của em sau này em sẽ cố gắng thực hiện và đóng góp rất nhiều cho quê hương ở nơi đây ạ. Em có lời gì muốn gửi gắm cho gia đình, thầy cô giáo và các bạn học sinh không? Dạ. Em hiện tại thì em có lẽ là chắc có lẽ là không ạ, bởi vì với em như vậy bây giờ hiện tại em bây giờ trong mắt em bây giờ tràn ngập rất nhiều hạnh phúc. Các đồng chí được hỗ trợ ban tổ chức em mong có thể hiện tại có thể đóng góp rất nhiều cho quê hương trung học phổ thông. Cảm ơn em, cảm ơn chia sẻ của em. Ngay bây giờ chị cũng thấy là em đang rất là hạnh phúc rồi, thể hiện ở hết trên khuôn mặt của em rồi. Và chúc em năm học tới sẽ đạt được thành tích tốt hơn em nhé. Cảm ơn em. Mỗi đồng chí một hàng đi, đồng chí Bích hàng số 2. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi, chương trình lễ biểu dương học sinh, giáo viên, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2022 của huyện Thủy Nguyên sẽ được diễn ra. Xin mời quý vị hãy cùng tích cực ấn like và chia sẻ để đông đảo người dân Thủy Nguyên cũng như bạn bè trên cả nước có thể tiếp cận và theo dõi lễ biểu dương ngày hôm nay. Lễ biểu dương được phát thanh, được truyền hình trực tiếp trên trang fanpage Đài Phát thanh Thủy Nguyên Hải Phòng. Thưa quý vị, và chương trình được diễn ra tại một di tích rất đặc biệt của vùng đất Thủy Nguyên, đó là khu tưởng niệm Trạng Nguyên Lễ Ích Mộc, vị trạng nguyên đầu tiên của thành phố cảng Hải Phòng. Ông chính là niềm tự hào của quê hương Thủy Nguyên nói riêng và nhân dân thành phố Hải Phòng nói chung. Và bên cạnh là một người am hiểu sâu rộng, Trạng Nguyên Ích Mộc còn là một người thầy giáo vô cùng tận tụy với nghề. Cũng vì vậy, lễ biểu dương năm nay lại càng trở nên liêng thiêng và ý nghĩa. Xin mời quý vị hãy cùng tích cực ấn like và chia sẻ để chúng ta có thể lan tỏa nhiều hơn tới bạn bè trên cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị.